CAAM TV xin chào các bạn. Trong video 5 phút này chúng ta cùng xem loại xe tác chiến hạng nhẹ của quân đội Mỹ JLTV. JLTV viết tắt của từ John Light Tactical Vehicle. Loại xe tác chiến hạng nhẹ mà quân đội Mỹ, đặc biệt là thủy quân lục chiến Mỹ dự tính sử dụng để thay thế cho xe Humvee. Do các ưu thế phục vụ tác chiến tốt hơn mà loại xe này có được như tốc độ nhanh hơn, quãng đường xa hơn, off-road tốt hơn và đặc biệt chống mìn tốt hơn nhằm giảm thương vong cho binh sĩ Mỹ. Loại xe này bắt đầu được nghiên cứu phát triển từ 2006. Chương trình chế tạo xe JLTV đã phát triển đáng kể trong một thời gian rất dài với các giai đoạn phát triển và các mốc quan trọng khác nhau. Để đi đến sản xuất hàng loạt được, các nhà sản xuất xe đã phải giải quyết vô số vấn đề bao gồm chất lượng mới và giá cả ở mức khả thi như yêu cầu. Các biến thể của mẫu xe này đều có khả năng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện tác chiến, chỉ huy và điều khiển cứu thương, trinh sát và nhiều vai trò hỗ trợ chiến thuật và hậu cần khác. JLTV tuân theo chiến lược áo giáp dài hạn LTAS, viết tắt từ tiếng Anh Long Term Armor Strategy của quân đội Hoa Kỳ, với các yêu cầu cho hai cấp độ bảo vệ. JLTV dựa trên hệ thống treo độc lập thông minh TAC-4i. Chiều cao hành trình có thể điều chỉnh được với hành trình bánh xe lên đến 20 inch khoảng 51cm, nhiều hơn 25% so với tiêu chuẩn hiện tại. Chiều cao của hệ thống treo trước và sau cũng có thể được điều khiển độc lập cho khả năng vận chuyển. Hệ thống treo có khả năng kiểm soát độ cao của xe ở cả 4 bánh. Và như vậy, JLTV có thể hoạt động ở mọi địa hình một cách dễ dàng và cơ động. Do tính chất bảo mật JLTV, chỉ có một số chi tiết kỹ thuật hạn chế đã được quân đội Hoa Kỳ hoặc công ty sản xuất Osport công bố. Không có kích thước cụ thể và chỉ có trọng lượng vận hành hạn chế và dữ liệu ô tô có sẵn.
CAAN TV cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào và hẹn gặp lại.